thì cái bài thi ngoại ngữ nếu như năm 2015 thì sẽ thi trên giấy, thì năm nay chúng tôi đã thiết kế được phần mềm để cho thi bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cũng thi trên máy tính tương tự như bài thi đánh giá năng lực chung. Đã có tổng số 70.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi, thì lớn hơn hẳn so với kỳ thi của năm 2015. Với sự tham gia của 8 trường thì kỳ thi tuyển sinh năm nay của Đại học Quốc gia tính chất cũng có chút thay đổi và hướng đến một cái đối tượng rộng hơn. Cho đến thời điểm này thì các công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng đã được hoàn tất. Một cái khâu rất là quan trọng đấy là phần mềm thì cũng đã được chúng tôi có một chút cải tiến để tăng cái tính an toàn, tính bảo mật. Ngoài cái việc mà tập trung cho một vài cái môn rất là quan trọng như là toán và ngữ văn thì các em cần phải quan tâm cả đến các cái môn học khác, mà nó sẽ là đem lại cho các em một cái tự tin hơn cũng như là các em làm một cái nhóm toàn diện hơn. Các cái câu hỏi nó sẽ không phải là đánh đố mà nó cần một cái năng lực giải quyết một cách thực sự. Và các em cũng đừng quên là cần phải vào website của Đại học Quốc gia hoặc là trung tâm khảo thí của Đại học Quốc gia để làm thử cái bài thi mẫu. Các cán bộ coi thi hỗ trợ hướng dẫn rất là tỉ mỉ, chi tiết, nhưng mà các em vẫn phải lưu ý là cần phải làm đúng theo các cái hướng dẫn của các cán bộ coi thi để tránh những cái thao tác thừa hay là những cái sai sót đáng tiếc xảy ra trong cái quá trình tham gia dự thi.